Sau khi va chạm xe, hai nhóm thanh niên đã xảy ra cự cãi, xô xát nhau làm nhiều người nhập viện. Nhóm đối tượng tiếp tục tìm đến bệnh viện dùng hung khí tấn công tiếp một người nuôi bệnh. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 12 tháng 10 trên đường Hoàng Hoa Thám và Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau vụ va chạm giao thông, giữa hai nhóm thanh niên đã xảy ra việc cự cãi dẫn đến xô xát. Có một thanh niên trong nhóm trên đã gọi điện thoại nhờ tương trợ. Sau đó, một nhóm thanh niên khác mang theo vũ khí như gậy, dao tới ngay hiện trường và truy sát nhóm còn lại. Vụ truy sát đã khiến ba người bị thương nặng gồm Nguyễn Đình Sơn, 34 tuổi, Nguyễn Sĩ Huy, 41 tuổi và Nguyễn Sĩ Huân, 37 tuổi, cùng ngụ phường 7, quận Bình Thạnh. Chưa dừng lại ở đó, nhóm thanh niên này tiếp tục truy sát người nhà nạn nhân, anh Sơn là anh Nguyễn Văn Tuy, 27 tuổi, ngụ phường 7, quận Bình Thạnh, ngay trong Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Theo một số người chứng kiến cho biết, khi anh Tuy đưa anh Sơn đến bệnh viện cấp cứu, thì một nhóm 4 người mang theo hung khí xông tới tấn công anh Tuy. Khi anh Tuy bỏ chạy vào tới khu vực cấp cứu, thì nhóm kia đuổi kịp và dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng thương tích đầy người. Nhận được tin báo từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, lực lượng công an quận Bình Thạnh, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 đã nhanh chóng đến hiện trường và tổ chức bảo vệ an ninh bệnh viện. Đến khoảng 2 giờ ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng vẫn cử lực lượng bảo vệ khu vực cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và tiếp tục điều tra làm rõ nhóm đối tượng trên.